kinh tế học, nghiên cứu sản xuất, phân phối và tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ của bạn. Kinh tế học vi mô, hành vi kinh tế, nhà sản xuất, tham gia nền kinh tế và tương tác của bạn. Ngân hàng thương mại, nhận tiền ký gửi với trách nhiệm hoàn trả và dùng làm phương tiện thanh toán của bạn. Khái niệm cho phép hệ thống hóa hiểu biết về thế giới của bạn. Đối tượng bao gồm hai thông tin là thuộc tính đặc điểm và phương thức hành động của bạn. Thị trường, nơi tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp để trao đổi, mua bán hàng hóa, dịch vụ của bạn. Tài chính quốc tế, dòng lưu chuyển hàng hóa và tiền vốn trên thế giới theo nguyên tắc của bạn. Kinh tế học tân cổ điển, quyết định giá cả, sản lượng, phân phối thu nhập thông qua cung cầu của bạn. Kinh tế chính trị, sản xuất và trao đổi hàng hóa với chính trị dưới góc nhìn chính trị gia của bạn. Quyền sở hữu, mối quan hệ giữa người với người trong việc chiếm dụng của cải của bạn. Tài sản trí tuệ, quyền với những sản phẩm sáng tạo, bộ não, con người của bạn.